Thấy vợ được người đàn ông khác hỏi thăm, em đi làm có vui không? Anh chồng tỏ thái độ xa mặt. À, hôm nay đi làm có vui không? Úi dồi ôi, ai nhắn tin? Ai nhắn tin? Từ ai? À, đi làm có vui không? Kinh nhỉ? Thích ăn lòng xào dưa à? Hả? Nga đi làm có vui không? Lướt đi. Nhổ nhang. Cứ liệu đấy. Sau nhiều vụ việc rần rần xảy ra trên mạng xã hội những ngày gần đây như lòng xào dưa, ít dưa nhiều lòng, thì các anh chồng cũng như các chị vợ đã phải phát rén và kiểm tra điện thoại của nhau. Như mới đây trên mạng xã hội, Tấp Tấp đã chia sẻ một đoạn clip bóc phốt vợ mình từ vị trí của anh chồng. Được biết cô vợ được một người đàn ông khác hỏi thăm thì bị anh chồng đọc được tin nhắn ấy. Ngay sau đó là một pha cà khịa khi anh chồng nói ai nhắn tin thì đứa con nằm trên giường đã giỏng tiếng to nói tên ra. Lúc đó người vợ liền quay sang lườm mắt cô bé nằm trên giường. Nhiều anh chị em có kinh nghiệm ăn dưa ít lòng đã có những ý kiến cho anh chồng khi xem xong đoạn clip này. Tất cả đều khuyên là nên sờ lên đầu coi có nhú cặp sừng nào chưa, chứ thấy sao có vẻ hơi toang. Nhiều cư dân mạng cũng đã để lại những lời nhắn nhủ dưới phần bình luận cho anh chồng. Nhìn thái độ của chị vợ thế này, tôi thấy có khả năng 90% là anh đã có sừng. Bà vợ có kiểu lườm con vậy là có chuyện rồi đấy. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin Ngắn 3 Phút để cập nhật những thông tin nóng hổi mỗi ngày nhé.